Sáng ngày 8 tháng 3, đồng chí Phạm Quang Nguyên, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Kiểm tra công tác phòng dịch tại thị trấn Bá Hiến, địa phương có số ca mắc mới trung bình mỗi ngày chiếm tỷ lệ cao nhất huyện. Điều này đã làm cho lực lượng y tế quá tải. Chia sẻ với những khó khăn của các y bác sĩ cùng các lực lượng tăng cường tại trạm y tế thị trấn Bá Hiến, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Quang Nguyên ghi nhận những cố gắng của cấp ủy, chính quyền và các ngành đoàn thể, nhân dân thị trấn Bá Hiến không hoang mang, lo lắng, chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch. Chính quyền địa phương đã kịp thời hỗ trợ cho các trường hợp F0 điều trị tại nhà, đảm bảo các thủ tục hành chính cho các bệnh nhân sau khỏi bệnh. Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Quang Nguyên yêu cầu chính quyền thị trấn cần có biện pháp linh hoạt hơn nữa, nắm bắt kịp thời số lượng F0 là công nhân đang tạm trú trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở việc chấp hành quy định cách ly đối với các F0 đang điều trị tại phòng trọ, đảm bảo việc xử lý rác thải của các F0 tại nhà một cách khoa học, đảm bảo vệ sinh, tránh tình trạng lây nhiễm. Làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Bình Xuyên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phạm Quang Nguyên nhấn mạnh, trong những ngày gần đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn có giảm, song huyện không được chủ quan, lơ là, tăng cường quản lý, nắm bắt thông tin chính xác các trường hợp F0, F1, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời cho các F0 đang điều trị tại nhà. Tiếp tục chương trình là tổng hợp số liệu về tình hình dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, tính từ ngày 30 tháng 4 năm 2021 đến 15 giờ ngày 8 tháng 3 năm 2022, tổng số ca nhiễm 221.658, tổng số ca bình phục 114.974, số ca tử vong 20, số ca nhiễm trong ngày 2.926, trong đó 2.257 ca tại cộng đồng, 669 ca cách ly tại nhà, số bệnh nhân đang điều trị 98.196, số trường hợp F1 hiện đang cách ly 20.202, tổng số mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 toàn tỉnh 2.457.503 mẫu. Tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với người mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 tại quyết định số 250 của Bộ Y tế ngày 28 tháng 1 năm 2022, F0 điều trị tại nhà không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, thời gian cách ly điều trị đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính, sẽ được dỡ bỏ cách ly. F0 điều trị tại nhà, thời gian cách ly điều trị đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính, tiếp tục cách ly 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vaccine cơ bản, 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều. Trạm y tế nơi quản lý F0 chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho F0. Lưu ý, việc xét nghiệm nhanh kháng nguyên do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.